có đề cập tới mà the trong room này xuất phát nguồn Lào Cai cũng được khỏe nè. Xuất phát nguồn Lào Cai hôm nay mượn cái room Phật giáo Nam Truyền này tập thể dục ha, chạy ra rồi lấy chén vô ha. Xuất phát nguồn Lào Cai rồi, hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 122. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Bụt Thô Ma Hê Si, A Ra Hằng Tát Thầy Gá Tô Lô, Cô Tham Mô Sâm Phá Gá Rù Huy Chịch, Thác Vô Lô Cá Sá Sá Thầy, Chá La Đầm Mất Cô, Quý Đồ Hoàn Đà, Má Hành Tăng, Ná Rắc Phù. Chá này giác cần, Như Lai giác ngộ phát màu, ngài bậc chứ không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói căng, tu thượng dân chủ, chí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ quý giá tá sơ sát thu nô lô ca nó mình thát sơ vi nà ca rô cổ sắp bình nhu bút thấp bát tí phụ tí sành nhá tổ hoàn đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh, đầy nhân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Phật quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số gác tá sơ sa quốc cô sĩ kha số ca mô quốc đá thầm má sĩ kha cô nền đà bất sân sa đi hà nà đá rồ quá rồ anh đà má hành đá ra phù. Cha này giác cần tăng bảo trên văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa theo pháp tham nhẫn bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tây giá tây chê nát sức hà mê ê thú quá thá năng tác xà bí à nú phà quê nát xá hát xà dê nát sức rút. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tánh hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 122. Quý vị có thấy rõ bài học chưa? Âm thanh của chúng tôi quý vị nghe to hay là nhỏ hay là vừa? Thấy rồi ha, âm thanh thế nào? Rõ rồi, xà thú cùng nhận té lên rớt xuống mà cũng cùng còn nghe rõ ha, nhà vừa vậy là tốt rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Qua cái gì đó mà quá mạnh nhẹ tháp phun nhát xa mà quá mạnh nhẹ tháp phun nhát xa mà quá mạnh nhẹ tháp phun nhát xa. Câu số 2. Nam măng tăng a gam mít sa ti nam măng tăng a gam mít sa ti nam măng tăng a gam mít sa ti. Giờ ôn lại hai câu này ha. Quý vị chú ý một câu chúng tôi đọc ba lần, và ba lần đọc như vậy rồi đến câu số 2 cũng ba lần đọc, và chúng tôi cũng ôn lại hai câu này ba lần ha. Quý vị chú ý nghe ha. Mà quá mạnh nhẹ tháp bồ nhá sa na mằng tầng a gam mít
sa ti ma wa man ye tha pu nya sam na mang tang a ga mi sa ti ma wa man ye tha pu nya sa na mang tang a ga mi sa ti câu 3, câu 4 u đa bình du ni ba tê na u đa bình du ni ba tê na u đa bình du ni ba tê na câu số 4 u đa cùm phù bi phù ra tị u đa cùm phù bi phù ra tị u đa cùm phù bi phù ra tị còn lại câu 3, câu 4 u đa bình du ni ba tê na u đa cùng phù vi phù ra tị u đa bình du ni ba tê na u đa cùng phù vi phù ra tị u đa bình du ni ba tê na u đa cùng phù vi phù ra tị bây giờ câu 5, câu 6 thi rô pù ra ti pù nhá sa thi rô pù ra ti pù nhá sa thi rô pù ra ti pù nhá sa và câu cuối cùng thô ca thô cầm bi a chi năng thô ca thô cầm bi a chi năng thô các tâm bi a chi năng ôn lại câu 5, câu 6 thì rô pù ra ti pù nhá sa thù các thù cầm bi a chi năng thì rô pù ra ti pù nhá sa thù các thù cầm bi a chi năng thi rô pù ra ti pù nhá sa thù các thù cầm bi a chi năng chân tôi xin ôn lại từ trên xuống dưới ma qua mình về tháp pù nhá sa nam mần tầng a gam mi sa tiểu đắc cùng u đa bình đô ni bà tê na u đa cùng phù phi phù ra ti tì rô phù ra ti phù nhá sa thù ca thù cầm phi a chi năng ma wa man nhê tha phù nhá sa na mần tăng a ga mi sa ti u đa bình đô ni bà tê na u đa cùng phù phi phù ra ti tì rô phù ra ti phù nhá sa thù ca thù cầm phi a chi năng quý vị nghe đọc qua thấy cũng hết hồn luôn ha. Cái này quý vị ta như sẽ dừng lại để truyền âm. Cái khổ cái là coi cuối câu số 2, cuối câu số 4 nó là những đoạn âm. Và nói chung á, câu Phật ngôn này 5 câu cuối cùng là đoạn âm hết, chỉ có câu cuối cùng câu số 6 nó là trường âm. Cho nên quý vị mà gặp những cái câu Phật ngôn thế này quý vị rối thì bây giờ chúng tôi đọc chậm lại để cho quý vị theo dõi, và quý vị muốn dừng lại nơi nào tùy ý, nhưng mà phải dừng nơi trường âm nha, chứ không phải dừng nơi đoạn âm. Mà qua mình về tháp phù nhá sa nam mình tăng a ca mi sa ti u đa bình du ni bà tề na u đa cùng phù phi phù ra ti thi rô phù ra ti phù nhá sa thù ca thù cầm bi a chi năng. Vậy thì quý vị có thể dừng bất cứ chỗ nào ha. Mà qua mình về tháp phù nhá sa na mần tầng a ca mi sa ti u đa bình u đa bình ha, quý vị dừng lại nơi trường âm nhân này, hoặc là quý vị thấy hai câu mà nó hơi khó khó thì quý vị có thể dừng
ma wa man ye tha punya san man tăng a. Ba cái chữ này quý vị cũng có thể dừng bất cứ chỗ chữ này ha. Thế thì như vậy cái câu Phật ngôn này hơi dài, nhưng mà qua cái giọng kể thì quý vị thấy tương đối dễ. Một lần hai câu ha, nhưng mà trong hai câu này quý vị thấy một câu là 8 từ thì chúng ta chia ra 4 4. Ma wa man ye ta punya sa na man tang a ga mi sa ti u na bin du ni ba te na u da tum pho pi pu ra ti Hiro pura ti punya sa tho ka tho kam pi a chi nang ma wa man ye tha punya sa na mang tang a ga mi sa ti u da pi mu ni ba tê na ung đa công phu phi phu ra tì thi ro pu ra tì phu nhan sa thô ca thô cam bi a chi năng chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Rồi xin meta xin kim xin không mai chiếc lá mùa xuân nữa. Rồi xin mời. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ sư Chân Tịnh, con kính đảnh lễ sư Phước Sang cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 122. Ma wa man ye tha bun nhat sa na mang tang a ga mit Sati Uda Bình Đu Ni Bà Tê Uda Cùng Phô Bi Bù Ra Tí Thì Rô Bù Ra Tí Bùn Nhắc Sa Thô Ca Thô Căm Bi A Chi Năng. Dạ con xin. Ma trường âm thông thường, quá đoạn âm manh trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, thá đoạn âm bùn nhắc hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, ná đoạn âm, măng tăng hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a trường âm thông thường, gá đoạn âm, mít trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, ma quá mình nhề tha buồn nhạt xá ná măng tăng a gá mít xá tí. Và câu 3 và câu 4. Ú đá là hai đoạn âm, binh trường âm nhấn, đú ní hai đoạn âm, ba tê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, ú đá hai đoạn âm, cung trường âm nhấn, phô trường âm thông thường, bí đoạn âm, bu trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm. U đa bình đu ni ba tê na u đa cung phô bi bù ra ti. Dạ, câu 5 và câu 6. Thi rô bu là ba trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, bùn nhát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, thô trường âm thông thường, cá đoạn âm, thô trường âm thông thường, căm trường âm nhấn, bí đoạn âm, a trường âm thông thường, chí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
thi ro bu ra ti bun nhát sa thô cầm bi a chi năng. Dạ con đọc lại toàn bài. Ma qua mình nhề tha bun nhát sa nam a kamit sa ti u đa bình đu ni ba tê na u đa cùng phô bi bu ra ti thi ro bu ra ti bun nhát sa thô cầm bi a chi năng. Mà qua mình nhề tha bùn nhát sa na măng tăng a ga mít sa ti u đa bình đu ni ba tê na u đa cung phô bi bù ra ti thi rô bù ra ti bùn nhát sa thô ca thô căm bi a chi năng. Chớ chê khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn, người trí lệ thiện do chất chứa dần dần. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà quả mình nhê thả buồn nhát xa nàng tăng a gà miệt xa tì ồ đã bình đô nị ba tê na ồ ra cô bị bù ra tì thì rô bù ra tì bún nhát xa thô ca thô cắm bị a chi năng. Dạ con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng nếu gì trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ con kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Phước Sang, thầy Thích Chân Tịnh, các sư núp đồng, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị nghe tôi rõ không quý vị? Ồ, hồng mai thoát nguồn, hồng mai nguồn dưới này cô Mết Trà là rất là tốt, rất là hay, rất là friendly. Khi nào vô cũng chào tất cả mọi người trong room hết. Trong room này có mấy người vô? Thường là không có nhiều. Xin cảm ơn quý vị đã lúc nào cũng chào hỏi mà tôi thấy bất cỡ quá. Cảm ơn quý vị ngày nào vô cũng gặp quý vị chào hỏi đánh câu. Xin chào tất cả các quý vị trong đạo tràng, nhưng mà bây giờ cầm máy lên, cầm mic lên nói chào luôn, lúc nào cũng thấy quý vị chào hết, rất là sao thú sao thú. Chào qua chào lại, chào tới chào lui. Cũng vậy, thì đâu có cần đưa bài cho con đâu, con đâu bao giờ đọc trên máy đâu, chữ nhỏ xíu rồi con già rồi mới thấy thôi. Nhưng mà con cũng cảm ơn sư, con cũng cảm ơn sư ha, sư có công ngày nào thấy sư thức sớm đọc nghe, đọc cho tụi con nghe, còn rất là cảm động. Và biết thôi giờ con trả bài để sư nói, đừng có nịnh nữa, trả bài đi bà tám. Thôi con mô phật con trả bài. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 122. Mà quá mạnh nghề sao phùng nhát sa nam măng tăng à ca mít sa bi u đa đa khùng phô phi phô ra ti thi rô phô ra ti phùng nhát sa thô khá thô khâm bi à chi. Mà quá mạnh nghề sao phùng nhát sa nam măng tăng à ca Tamis sati uda bedu ni pa te na uda kum po pi po gati thi ro po gati phung nhát sa po ka po kham bi a chi năng. Con phân tích chia bài này làm hai phần cho nó nhanh đó. Con xin phân tích câu 1, câu 2, câu 3 trước. Ma trường âm thông thường, quá đoạn âm, manh trường âm ngắn, nghe trường âm thông thường, thá đoạn âm, bùng nhát hai trường âm ngắn, xá đoạn âm. Câu số 2, xá đoạn âm, măng tăng hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a trường âm thông thường, gá đoạn âm, nít trường âm ngắn, xá tí hai đoạn âm. Câu số 3, ú đá hai đoạn, bình trường âm ngắn, đú ní hai đoạn âm, ba tê hai trường âm ngắn,
Ná đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Na quá mạnh nhề tha phùng nhát sa na măng tăng à gam mít sa ti u đa bình du ni pa tề na u đa khum bồ phi phù đa thị rồ phù gá tí phùng nhát sa hồ khát hồ khầm bí à chi năng. Phân tích câu số 4, ú đá bể đậu, hai đoạn, khung trường âm nhắn, hồ trường âm thông thường, bí đoạn âm, bù trường âm thông thường, rát tí hai đoạn âm. Câu số 5, thi rô bù, ba trường âm thông thường, rát tí hai đoạn âm, bùng nhát hai trường âm nhắn, xá đoạn âm. Câu cúng rồi, hai câu cuối cùng, thô trường âm thông thường, cá đoạn âm, thô trường âm thông thường, cầm trường âm nhắn, bí đoạn âm, a trường âm thông thường, chí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 4, câu 6 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. U đắc khum bồ phi phù ra tí thì rồ phù ra tí phùng nhát sắp hồ khát hồ khầm tí à chí năng. Mà quá mạnh nhề tha phùng nhát sa na măng tăng à gam mít sa tí u đa bình du ni bà tề na u đắc khum bồ phi phù ra tí rồ phù ra tí phùng nhát sắp hồ khát hồ khầm tí à chí năng. Mà quá mạnh nhẹ tha phùng nhát sa na măng tăng à gam mít sa tí u đa bình tu ni bà tề na u đắc khum bồ phi phù ra tí thì rồ phù ra tí phùng nhát sắp hồ kha thô khầm bi à chi năng. Mà qua mạnh nghe tha phung na sa na măng tăng a cha mi sa ti u đa bình đu ni ta tê na u đa khum bố phi phu ra ti thi rô phu ra ti phung na sa thô kha thô khầm bi a chi năng. Mà qua mạnh nghe tha phung nhát sa na măng tăng a cha mít sa ti u đa bình đu ni ta tê na u đa kum bố ti phu ra ti thi rô phu ra ti phung nhát sa thô kha thô khâm đi a chi năng. Chớ chê chinh điều thiện cho rằng như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy chan, người chí chứa đầy thiện, do chắc chứa dằn dằn. Đây là bản dịch sang tiếng Việt của câu kinh Pháp Cú do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chết chắc rồi, không thấy sự cho bông là chắc chết. Còn lại sự mô Phật sư, con có gì sai, xin sư chỉ cho con biết. Quý vị thấy tôi đọc cái gì sai không, quý vị cho tôi biết nha. Nhưng mà thôi, cũng phải leo xuống thôi. Con xin trả máy lại và cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Tiết lá mùa xuân sắp tới hả? Hay là phòng mai vậy ta? Không biết nữa, ai trái tiếp thì cứ lên đi. Hận tại không có coi rõ đó. Xin trả mít lại, chúc quý vị luôn an vui và mời. Alo, 123, 123, xích Hồng Mai, xích Kiếp Nam Mùa Xuân, chờ một chút. Giả sử xích Kim đó. Alo, quý vị, tặng bông, tặng hoa ha. Cứ như vậy, cho người ta tưởng là mình đọc hay, đọc đúng. Trong khi á, cái câu số 3, Uda Bình Đu Ni Bà Tề Na Uda Bình Đu Ni Bà Tề Na. Cái câu như thế này mà chữ ba tê cho đó là hai trường âm nhấn hả? Chữ ba, chữ tê, đây là hai trường âm. Nhưng mà nó có phải là trường âm nhấn hay không? Quý vị nghe lại nghe lại trên Facebook đi. Chị Thi An Lạc nè, cô tu nữ Diệu Pháp nè, sẽ đưa lại trên Facebook. Nhưng mà quý vị nghe để rồi coi như xích kem. Khi biết mình đọc sai rồi
cái nói chuyện huyên thuyên để cho quý không chú ý. Thì chữ ba tê là hai trường âm thông thường, nhưng mà Sích Kim cho đây là trường âm nhẫn chán thiệt. Rồi mời Sích Hồng Mai. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Phước Sang, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính chào rồi tất cả các quý anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin đọc kinh Pháp Cú, câu Pháp Cú số 122. Ma wa man ye tha pun nya sa na mang tang a ga mi sa ti u pa din du mi pa te na u da kum pho pi pu ra ti thi ro pu ra ti pun nya sa tho ka tho kam pi a chi nang ma wa man ye tha pun nhất mang tăng agamis satyu da bin duni pa te na u da kum pho ti pu ra ti ti ro pu ra ti pu nhất sa tho ca tho cam pi a chi năng. Yes, con xin tôn tức câu 1 và câu 2. Ma là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, manh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, thá đoạn âm, vun nhát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, ná đoạn âm, măng tăng hai trường âm và theo động nguyên âm. Trường a là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, nhít là trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Mà qua mình nhẹ tháp vun nhát xá na măng tăng a nhít xá tí. Câu 3 và câu 4. Ú đá hai đoạn âm, điên trường âm nhấn, đú ní hai đoạn âm, pa tê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, ú đá hai đoạn âm, cung trường âm nhấn, phô trường âm thông thường, tí đoạn âm, vu trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm. Ú đá điên đú ní pa tê na ú đá cung phô pi pu rá tí. Câu 5, phân tích câu 5 và câu 6. Thi, rô là hai trường âm thông thường, pu trường âm thông thường, rá, tí hai đoạn âm, vun, nhát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, thô trường âm thông thường, cá đoạn âm, thô trường âm thông thường, căm trường âm nhấn, phí đoạn âm, a trường âm thông thường, chí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thì rô bù ra tí bù nhát xa thô ca thô cầm bí a chi năng. Dạ con xin đọc lại câu Pháp Cú số 122. Ma wa ma nhê tha bù nhát xa na măng tăng a ga mi sa tí u da bình du ni pa tê na u da cùm phô bí bù ra tí thì rô bù ra tí bù nhát xa thô ca thô cầm bí a chi năng. Ma wa man ye tha pun nya sa na mang tang a ga mi sa ti u da pin du ni pa te na u da kum pho pi pu ra ti thi ro pu ra ti pun nya sa tho ka tho kam pi a chi năng. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ. Ma wa man ye tha pun nya sa na mang tang a ga mi sa te u da pin du ni pa te na u da kum pho pi pu ra te thi ro pu ra pi pun nya sa tho ka thô cầm kỳ a chi năng ma wa mênh nhê tha pun nha sa na măng tăng a ga mi sa ti u da pin du mi pa te na u da kum pho bu ra ti
Tirupura tipunyasa thoka thokam ti ajinang. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ cảm ơn sư Trí Đức đã post bài lên. Dạ xin mời chiếc lá mùa xuân. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 122. Mà qua mạnh về tha bùn nhá sa na mạng tăng a ga mi sa ti u đa bình du ni bà tề na u đa cùm phổ bi bù ra ti thì rồ bù ra ti bùn nhá sa thồ ca thồ cầm bi a chi năng. Mà qua mạnh về tha bùn nhá sa na mạng tăng a ga mi sa ti là a là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, manh trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, thá đoạn âm, bun trường âm nhấn, nhâm nhấn, xá ná là hai đoạn âm, măng tăng hai trường âm đọc theo dòng nguyên âm, a trường âm thông thường, gá đoạn âm, mis trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Mà qua mạnh về tha bùn nhá sa na mằng tằng à ga mi sa ti u đa bình tu ni bà tề na u đa cùm phù ti bù ra thì rồ bù ra ti bùn nhá sa thồ ca thồ cầm bi à chi năng. U đá là hai đoạn âm, bình trường âm nhấn, đú ní hai đoạn âm, bà tề hai trường âm thông thường, ná ú đá là ba đoạn âm, cum trường âm nhấn, phô trường âm thông thường, tí đoạn âm, pu trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, thi rô pu ba trường âm thông thường, ba rá tí hai đoạn âm, bun trường âm nhấn, nhát trường âm nhấn, xá đoạn âm, thô trường âm thông thường, cá đoạn âm, thô trường âm thông thường, căm trường âm nhấn, bí đoạn âm, a trường âm thông thường, chí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 122. Mà quá mạnh về tha bùn nhá sa na mằng tằng a gam bít sa ti u đa bình du ni bà tề na u đa cùm phồ bí u ti thì rô bù ra ti bùn nhá sa thô ca thô cầm bi a chi năng. Mà quá mạnh về tha bùn nhá, mà quá mạnh về tha bùn nhá sa na mằng tằng a ga mi sa ti u đa bình đủ ni bà tề na u đa cùm phồ bi bù ra ti thì rồ bù ra ti bùn nhá sa thồ ca thồ cầm bi à chi năng. Mà qua mạnh về tha bùn nhá sa na mằng tằng à ga mi sa đủ ni bà tề na u đa cùm phồ bi bù ra ti thì rồ bù ra ti bùn nhá sa thồ các thồ cầm chi nặng. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt, rồi mình cũng tràn đầy tràn ngự trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Là bản của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mít.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con cảm ơn cô Hồng Mai. Thầy con thấy có bàn tay của Sít Phát Nguồn Lào Cai trước đó mà chưa thấy. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú số 122 ngày hôm nay ạ. À. Dạ, chắc để con kéo bài xuống. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin lãnh lễ Sư Trí Đức. Quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin phép đọc câu Pháp Cú số 122 ngày hôm nay. Mà quá mạnh nhề tháp buồn nhát xa na măng tăng à gà mít xa ti u đáp bình đu ni bà tê na u đáp cùm phô bí bù rá ti thị rô bù rá ti buồn nhát xa thô ca thô cầm bí à chi năng. Mà quá mạnh nhề nắp buồn mà quá mạnh nhẹ tháp bùn nhát sa na măng tăng à ga mít sa ti u đa bình đu ni bà tê na u đa cùm phô bi bù ra ti thi rô bù ra ti bùn nhát sa thô ca thô cầm bi a chi năng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Mà quá mạnh nhẹ tháp bùn nhát sa na măng tăng à ga mít sa ti. Mà là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, manh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bun, nhát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ná là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, xá là hai đoạn âm. Mà quá mạnh nhẹ tháp bùn nhát xa na măng tăng à gá mít xá tí. Dạ, câu số 3 và câu số 4. U đa bình đu ni bà tê na u đa cầm phô bi bù rá tí. U đá là hai đoạn âm. Bình là trường âm nhấn. Đú ní là hai đoạn âm. Ba tê là hai trường âm thông thường. Ná, ú, đá là ba đoạn âm. Câm là trường âm nhấn. Hô là trường âm thông thường. Bí là đoạn âm. Bu là trường âm thông thường. Rá, tí là hai đoạn âm. U đá bình đu ni bà tê na u đá cùm phô bí bù rá tí. Câu số 5 và câu số 6. Thì rô bù rá tí bùn nhát xá thô ca thô cầm bí a chi năng. Thì rô bù là ba trường âm thông thường. Rá tí là hai đoạn âm. Bùn nhát là hai trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Thô là trường âm thông thường. Cá là đoạn âm. Thô là trường âm thông thường. Câm là trường âm nhấn. Đí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thì rô bù rá tí bùn nhát xá thô cá thô cầm bí a chi năng. Dạ, con xin đọc lại ạ. À. Mà quá mạnh nhẹ tháp bùn nhát xa na măng tăng à gà mít xa ti u đá bình đu ni bà tê na u đá cầm phô bí bù rá ti thị rô bù rá ti bùn nhát xa thô cá thô cầm bí a chi năng. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà quá mạnh nhẹ tha bùn nhát xa măng tăng a gà mi sa ti u đa bin đu ni ba tê na u đa cum po bi bu ra ti thi ro bu ra ti bún nhà thô ca thô cắm bi a chi năng. Mà quá mạnh nhẹ tha bún nhát xa na măng tăng a gà mi sa ti
Uda bindu ni batena uda kumpo biburati. Thiro burati bunyan saha toka tokam bi achi nang. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin cảm ơn sư đã post bài. Dạ con xin kính mời cô Hạnh Kiểm ạ. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo, và dạ, con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 122. Mà quá mạnh nhề tha buồn nhát xa nó mặn tặng à gác mít xa tí ú đa bình đu ni phà tệ na ú đa cùm bồ bí bồ đa tí thị trồ bồ đa tí buồn nhát xa thổ ca thổ cầm bí à chít nặng. Mà quá mạnh nhề, con đọc mà quá mạnh nhẹ tha buồn nhát xa na mạng tàng à gã mít xa tê ưu đa bình đu đi bà tê na ưu đa cùng bồ bi bồ đa ti thị trồ bồ đa ti buồn nhát xa thổ ca thổ cầm đi à chị. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Ma trường âm thông thường, quá đoạn âm. Mạnh trường âm nhấn, nhẹ trường âm thông thường, thá đoạn âm. Buồn nhát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, ná đoạn âm. Măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A trường âm thông thường, giá đoạn âm. Mít trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Mà quá mạnh nhẹ tha buồn nhát xá ná mặn tăng à gác mít xá tí. Chị con phân tích câu 3, câu 4. Ú đá hai đoạn âm, bên trường âm nhấn, đú ní hai đoạn âm, ba tê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, ú đá hai đoạn âm, cung trường âm nhấn, phô trường âm thông thường, bí đoạn âm, u trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, ú đá bình đú tí ba tê ná ú đá cung phô phi bù rá tí. Và con phân tích tiếp câu 5, câu 6. Thì, rô, bù, ba trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, buồn nhát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, thô trường âm thông thường, cá đoạn âm, thô trường âm thông thường, căm trường âm nhấn, bí đoạn âm, a trường âm thông thường, chí đoạn âm, năng trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Thì trồ bồ đá ti buồn nhát sát thổ cá thổ cầm bi à chí năng. Dạ con đọc lại nguyên bài. Mà qua mạnh nhẹ tha buồn nhát sát nặng mặn tặng à gác mi sa ti ú đá biển đu ti bà tê na ú đá cùng bồ bi bồ đá ti thì trồ bồ đá ti buồn nhát sát thổ cá thổ cầm bi à chí năng. Dạ con xin kể. Ma qua man ni tha bun nhat sa na mang tang a ha ga mi sa ti o da bin du ni ba te na o da kum phu hu pi pu ra ti ti tro bu ra ti bun nhat sa tho ka tho kam bi a chi nang. Dạ con xin đọc bản dịch của hòa thượng. Đâu chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc phân tích và kể xong, con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng và con xin dâng mít để cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Phước Giang, con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ.
Con xin cảm ơn cô Hồng Mai, cô Kim cho con biết tín hiệu. Con xin được cái câu pháp cú 122 ạ. Ma wa man ye tha bun nya samat sana tang sana mang tang agamit sati udabin dunipate na udakum po pipu rati thiro pu rati bun nya satho katho kampi achinang. Dạ, con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ma là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, manh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bun là trường âm nhấn, nhá là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ná là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Ma wa manh nhê tha bùn nha sa na măng tăng a ga mít sa ti. Con xin được phân tích câu 3 và câu 4. Ú là đoạn âm, đá là đoạn âm, bin là trường âm nhấn, đú là đoạn âm, ní là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tê là trường âm thông thường, nhá là ná là trường âm nhấn, ná là đoạn âm. Câu 4, ú là đoạn âm, đá là đoạn âm, cung là trường âm nhấn, phô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, phô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tí là đoạn âm. U đa bin du ni pa te na u đa cum phô pi pu ra ti. Con xin phân tích câu 5 và câu 6 ạ. Thi là trường âm thông thường, rô là trường âm thông thường, pu là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tí là đoạn âm, bun là trường âm nhấn, nhát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, căm là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, á là đoạn âm, chí là đoạn âm, năng là trường âm thông thường. Thì rô bù ra tí bùn nha sa thô ca thô căng pi á chi năng. Con xin được đọc lại cả bài. Mà qua mạnh nhẹ tha bùn nha sa. Mà qua mạnh nhẹ tha bùn nha sa na năng tăng á ga mít sa tí u đa bình. Dunipate na uda kumpo pipurati thiro purati bunya satho katho kampi achinang. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước rõ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ý chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, dạ con xin được kể ạ. Mà quá manh nhê thả bốn nhã xa, nam anh tăng agami sati, ô đa bin du ni ba tê na, ô đa kô pi pu ra ti, thi đô pu ra ti bốn nhã xa, thô ca thô cam pi a chi năng. Đã có đọc và kệ và phân tích xong, có gì sai xin sư cùng đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Con xin xuống mic mời chị Tina. Dạ, cảm ơn các vị đạo tràng. Dạ, con kính thành lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính thành lễ ngài Chí Đức, quý sư, quý bà, quý cô, tiên nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài 122. Ma ngập mình về tháp buồn nát xa na bằng tầng gặp đứt xa tí ú đá bình đu ni bà đề na ú đá khùng phù phí phù ra tí thị đồ phù ra tí buồn nát xa thù cá thù cầm bí à chí năng. Con xin phân tích câu 1 và 2. Ma ngập mình về tháp buồn nát xa nắp mình
tầng a gamisati. Ma trường âm thông thường quá đoạn âm, man trường âm ngắn, nhe trường âm thông thường thả đoạn âm, bun trường âm ngắn, nhắc trường âm ngắn, xã đoạn âm, na đoạn âm, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a trường âm thông thường gã đoạn âm, vis trường âm nhẫn xã tí hai đoạn âm, ma quá mạnh nhẹ tha buồn nát xã na bằng tầng a gáp vis xã tí. Câu 3 và 4. Uda bình du ni bà tề na uda cùng phù với phù đá tiết. Uda hai đoạn âm. Bình trường âm nhấn. Trước trường đoạn âm nỉ đoạn âm. Ba trường âm thông thường bê trường âm thông thường nã đoạn âm. Uda hai đoạn âm khung trường âm nhấn. Phù trường âm thông thường phí đoạn âm. Phù trường âm thông thường đá tiết hai đoạn âm. Uda bình du ni bà tề na uda khùng vô ni phù ra tí. Câu 5 và 6. Thì rồ phù ra tí buồn nhắc sát thô cá thô cầm a di năng. Thì rồ hai trường âm thông thường phù trường âm thông thường ra tí hai đoạn âm. Trường âm nhẫn nhắc trường âm nhẫn. Xá đoạn âm thô trường âm thông thường cả đoạn âm thô trường âm thông thường cầm. Trường âm nhẫn thí đoạn âm a trường âm thông thường chỉ đoạn âm mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm mà các mình nhẹ tha buồn nhắc sana bằng tầng a gamisati uda pin duni ba de na uda khu phù phi phù ra ti thi ro phù ra ti buồn nhắc sa thù ra thù cầm phi a chi năng chớ chê khinh điều thiện cho rằng chưa để mình như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn người trí chứa đầy thiện đo chất chứa dần dần của hòa thượng Thích Minh Châu mà quá bên nhé thà buồn nhắm xó đã mang tay ra đã miễn xa thiên ừ đã thiếu thì đã đi đó ừ đã cung phố thì cô đã đi thì nô cô đó thì buồn nhắn xó thô ca thô cân thì ở chi mà quá mình nhé thà buồn nhắn xó đã bằng tăng ngó đã miễn xa thiên ừ đã bên đường đi ba đi đó ừ đã cung phố thì phù ra đi yêu phù ra đi buồn nhắn xa thô ca thô cấm thì ai chỉ nằm dạ thưa con đã đọc xong con có sai xin ngài vào đội tràng sửa dùm cho con kính yêu ngài vào đội tràng con kính mời vị kế tiếp dạ nam mô bức tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá con thành kính đảnh lễ chư tôn đức kính lễ ngài trí đức đại đức tề đức kính lễ quý tu nữ và tăng trà quý thiện nam tín nữ dạ âm thanh của tự nhiên có nghe rõ không ạ dạ cảm ơn chị Kim cảm ơn Lào Cai dạ bây giờ con xin phân tích kinh pháp cú số 122 ma trường âm thông thường quá đoạn âm manh trường âm nhấn, nghe trường âm thông thường, thá, đoạn âm, buôn, nhắc, hai trường âm nhấn, xá, đoạn âm, đoạn hai, ná, đoạn âm, măng, trường âm giọng nguyên âm, tăng, trường âm giọng nguyên âm, a, trường âm thông thường, gá, đoạn âm, mít, trường âm nhấn, xá tí, hai đoạn âm, đoạn ba, ú đá, hai đoạn âm, bình, trường âm nhấn, đú ní, hai đoạn âm, ba tê, hai trường âm thông thường, ná, đoạn âm, đoạn bốn, ú đá, hai đoạn âm, cung, trường âm nhấn, phô, trường âm thông thường, bí, đoạn âm, u trường âm thông thường,
Rá tí, hai đoạn âm. Đoạn năm. Thi rô pu, ba trường âm thông thường. Rá tí, hai đoạn âm. Pun, nhát, hai trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Đoạn xá. Thô, trường âm thông thường. Cá, đoạn âm. Thô, trường âm thông thường. Căm, trường âm nhấn. Pí, đoạn âm. A, trường âm thông thường. Chí, đoạn âm. Năng, trường âm giọng nguyên âm. Mà qua mình nhẹ thấp buồn nhá sa nam măng tăng a ga mi sa ti u đa bình du ni ba te na u đa cầm phô bi bù ra ti thi rô bù ra ti buồn nhá sa thô ca thô cầm bi a chi năng. Nhà bây giờ tự nhiên xin kể. Ma wa man ye tha puan nya cha na mang tang a ya mi sa ti u da bing du ni pa te na u da kum po bi pu ra ti thi rô pu ra ti pun nha cha thô ca thô cam bi a chi năng ma wa ma nhẹ thấp buồn nhá san nam mang tăng a gấp mi sa ti u đa bình du ni pa te na u đa cầm po bi pu ra ti thi rô Pu ra ti pun nha sa thô ca thô cam vi a chi năng. Chớ chê khinh điều ác. Chớ chê khinh điều thiện. Cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt. Rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Tự nhiên xin đọc lại đoạn 1 vì nó chạy qua cái tự nhiên nhớ câu khác. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Câu thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Để tự nhiên đã phân tích và đọc bài. Nếu có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ bây giờ Yên đã tín hiệu của Xích Hà. Dạ kính mời Xích Hà. Dạ Nam Mô Bích Thầy, dạ Nam Mô Tham Mai, dạ Nam Mô Sàng Thầy, dạ dạ con kính lãnh lễ Trí Đức Trí Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, dạ con cảm ơn cô tu nữ tại Yên. Dạ con dạ cảm ơn anh Văn và thầy đăng bài hôm nay exceptional. Rồi con xin trả bài câu pháp cú 122. Mà quá mạnh về tham buồn nát sa na mằng tằng a ga mít sa ti u đa bình du nít bà tề na u đa cùng phổ bi phù ra tí thì rô phù ra thi bùn nhát xa thô ca thô cầm bi à chi năng. Chớ chê khinh đều thiện, cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từ giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người trí chứa đầy thiện do chích chứa dần. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin đọc và phân tích. Ma quá mạnh nhề tha bùn nát xá. Ma là trường âm thông thường, quá đoạn âm, mạnh trường âm nhấn, nhề trường âm thông thường, thá đoạn âm, bùn nát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, xá đoạn âm. Ma quá mạnh nhề tha bùn nát xá.
Na măng tăng a gia mít sa tí. Na đoạn âm măng trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Tăng trường âm đọc theo dòng nguyên âm. A trường âm thông thường gá đoạn âm mít trường âm nhấn. Sa tí hai đoạn âm. Nam măng tăng a gia mít sa tí. Ma quá mạnh nhề. Na măng. Mà quá mạnh nhẹ tha bù nát xa na mằng tặng à gác mít xa tí. Ú đoạn âm, ú đá, hai đoạn âm, bình trường âm, nhấn, đú, ní, hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Ú đá bình, đú nít ba, tê ná, ú đá hai đoạn âm, cung trường âm nhấn, phô trường âm thông thường, bí đoạn âm, phô trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, u đá cùng phô bí phù rá tí, u bình đu nít tà tề ná, u đá cùng phô bí phù rá tí, thi rô hai trường âm thông thường, thi rô phu ba trường âm thông thường, rá tí đoạn âm, phun trường âm nhấn, phun nhát, phun nát hai trường âm, phun nhát hai trường âm thông, còn xin xăm hối, phun nhát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, thi rô phu rá tí phun nhát xá, thô trường âm thông thường, khá cá đoạn âm, thô trường âm thông thường, tâm trường âm nhấn, bí đoạn âm, a trường âm thông thường, trí đoạn âm, năng trường âm đọc theo dòng nguyên âm, thô các thô, thô các thô, tâm bí a chi năng. À, con xin đọc lại. Ma quá mạnh nhề tha bù nát xa na bằng tầng, a gác mít xa ti u đa bình, đu nít bà tề ná u đa cùm phô bi phù ra tí thì rồ phù ra tí bùn nhát xá thô các thô cầm bi à chi năng. Ma hòa mạnh nhề tha bùn na na bằng tăng à gác mít xá tí u đa bình đu nít bà tề ná u đa cùm phô bi phù ra tí thì rô phù ra tí bùn nhát xa thô cát thô cầm bi à chi năng. Chớ chê khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Đấng dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con không biết ai next cái máy, con không biết. Dạ con mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Tri Đức. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức trăng tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ, mến chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 122. Cảm ơn Giang Đặc Giật Hà đã bốt bài. Cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu. Mà quá màn nhề tháp buồn nhát xanh nam mằng tăng à. Gam mít sa ti u đáp bình đu ni bà tề ná u đáp cùng phổ bí bù ra ti thị rồ. Bù ra ti buồn nhát xa thồ. Ca thổ cầm bí à chi năng. Để con phân tích. Mà quá màn nhề tháp buồn nhát xanh nam mằng tầng à gá mít xá tí. Ma là trường âm thông thường, quá là đoạn âm. Man là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, buồn nhát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ná là đoạn âm, măng tăng là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, u đa bình đu ni bà tề ná u đa cùng
bí bà bù rá tí. Ú đá là hai đoạn âm, binh là trường âm nhấn, đú ní là hai đoạn âm, ba tê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ú đá là hai đoạn âm, cung là trường âm nhấn, phô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, bu là trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm. Thì rô bù rá tí buồn nhát sát thô, cát thô cầm bí à chi năng. Thì rô bu là ba trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm, buôn là trường âm, buôn nhát là hai trường âm nhấn. Nhát là hai trường âm nhấn. Xá là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, câm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mà quá màn nhẹ tháp buồn ách sáng ná măng tăng à gá mít sá tí u đá bình đu ni bù, bù tề ná u đá cùng phô bí bù rá tí thì rô. Bù rá tí buồn xa thô cá thô cầm bí à chí năng. Chế chơi khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đại thiện, do chất chứa dần dần. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kệ. Ma qua man nhé tha buôn nhà xa na mang tăng á gà mê sa tì u đa bin đô bê na tê na u đa công bố phô hô bê bù ra tì thi đô bù ra tì buôn nhà xa tô ca thô cắm bì a chi năng. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong. Con gác sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa và xin mời vị tiếp theo ạ. Giờ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng. Dạ đạo tràng có nghe thấy giọng, có nghe được tín hiệu con. Dạ cảm ơn cô Hồng Mai đã nghe rõ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, Thầy Trân Tịnh và Đại Đức Phước Sang và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp và cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 122. Mà qua mảnh nhề tha bùng nhát sa na mằng tăng a ca mi sa ti u đa bình đu ni bà tê na u đa cùm phô bi bù ra ti thi rô u ba ri bùng nhát sa thô ca thô cầm bi a chi năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Mà qua mảnh nhề tha bùn nhát sa na măng tăng agamit sa tị. Ma là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, manh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bung và nhát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xá ná là hai đoạn âm, măng tăng là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Mà qua mảnh nhề tha bùng nhát xá ná tăng măng tăng agamit xá tí. Câu 3 và câu 4. Uda bin du ni ba te na da uda cùng phù sa ti. Ú đá là hai đoạn âm, bin là trường âm nhấn, đú
Ni là hai đoạn âm, ba T là hai trường âm thông thường, Na đoạn âm, Ú đá là hai đoạn âm, Cum là trường âm nhấn, Ô là trường âm thông thường, Bí là đoạn âm, Bu là trường âm thông thường, Giá, Tí là hai đoạn âm. Câu 5 và câu 6. Hirobura u Hirobura ti bun nhát sa thô ca thô cam bi a chi năng. Hiro là hai trường âm thông thường, Bu là trường âm thông thường, Rá tí là hai đoạn âm, Bung nhát là hai trường âm nhấn, Xá là đoạn âm, Thô là trường âm thông thường, Đá là đoạn âm, Thô là trường âm thông thường, Căm là trường âm nhấn, Bí là đoạn âm, A là trường âm thông thường, Chí là đoạn âm, Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thì Hiro burati bun nhang nát sa thok thô ca thô cam bi a chi năng. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Ma qua mạnh nhẹ tha bùng nhát, Ma qua mạnh nhẹ tha bùng nhát sa na măng tăng agamit sa ti uda bin duni ba te na uda kum pu bi burati thi ro burati bùng nhát sa ca thô cam bi a chi năng. Trước chê khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn, người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Mà quá manh nhé thả bung nhát xa nà măng tăng a gà mít xa ti Uda bindu ni ba te na Uda kum pho bi bu za ti Hiro bura ti Hiro bura ti bung nhát sa Tho ka tho kam bi a chi năng. Ma qua mạnh ta bung nhát sa Na măng tăng a ga mít sa ti U đa min đô ni ba tê na U đa cung phu vi bu ra ti Thi rô bu ra ti bung nhát sa Thô ca thăm Thô ca thô căm bi a chi năng. Dạ con đã đọc xong, con có sai mong ngài Chí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin ký xuống mic, con kính mời vị kế tiếp. Alo, 123, 123. Còn vị nào đưa tay nữa không? Câu Phật ngôn 122. À, vị nào còn đọc nữa không? Alo, bây giờ chúng tôi ôn lại. À, xin mời Huynh Phong ha. Namo Tamaya Namo Sanghaya, con xin
Kính lạy Ngài Chí Đức, con xin kính lạy sư phụ, con xin kính lạy quý thầy quý cô, con xin kính lạy đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 122 ạ. Ma va man ye tha pan pun nya sa na mang tang agam misati uta pintu ni pat patena uta kum tho uta kum pho pi pu purati thiro purati nyasa tho kap tho kam pi a chi năng. Dạ con xin phân tích. Ma là trường âm thông thường và đoạn âm. Man nhê man trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, tha đoạn âm, pân nhá trường âm nhấn, sa đoạn âm, na đoạn âm, măng tăng hai trường âm nhấn đọc theo dạng nguyên âm, a trường âm thông thường, gáp tí gáp mi gá là trường âm gá là đoạn âm, mi là mi xá là hai trường âm, mi là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, ú đá là hai đoạn âm, pin là trường âm nhấn, đú ní là hai đoạn âm, tê ná là hai đoạn âm, u là trường âm thông, u đá là hai trường âm, cùng là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, pí là trường hà là đoạn âm, pu pu là trường âm thông thường, rát tít là hai đoạn âm, thi là thi rô, pu là ba trường âm thông thường, pu là trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm, pun nhá là pun nhá là hai trường âm nhấn, sá là đoạn âm, thô khắp thô là trường âm thông thường, khá là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, khá là đoạn âm, khâm chứ, khâm, khâm là trường âm nhấn, tí là đoạn a, a là trường âm thông thường, chí âm là trường âm Alo, 123, 123, Vinh Phong ơi, rớt mạng rồi, hay là bị gạt mic gì đó.
À, như vậy là Huynh Phong này, chúng tôi thấy có một sự tiến bộ, mặc dù trong cái vấn đề phân tích thì cũng hơi rối một chút ha, nhưng mà thật sự có một sự tiến bộ. Dù chưa có nắm vững, nhưng mà theo dõi và tự mày mò thì đây cũng là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Bây giờ nhắc lại ha. Alo, Huynh Phong còn nghe không? Huynh Phong cho tín hiệu đi, có còn nghe không? Rồi bây giờ nhớ cái này nè, cái nguyên tắc để biết nó là một trường âm, đó là một đoạn âm. Đoạn âm a i u, những cái từ nào mà a, những cái từ nào mà ý, những cái từ nào mà u, đó là những đoạn âm ha. Bởi vì chúng ta biết rằng có 8 nguyên âm, nhưng mà 3 cái nguyên âm là đoạn âm, đó là á, ý và u. Còn 5 cái trường âm u e, thì 5 cái trường âm trong 8 thì trong 5 cái trường âm này người ta gọi là 5 trường âm thông thường a i u e o. Khi nào mà phía sau nó là những cái trường âm đó thì chúng ta gọi là trường âm thông thường. Rồi nhớ trường âm thông thường là a i u e o ha. Rồi thêm cái thứ hai nữa, trường âm nhấn. Trường âm nhấn là một trường âm khi trước nó là một đoạn âm mà đi sau nó là hai cái phụ âm ghép, hai phụ âm ghép đi sau một cái nguyên âm đi, thì đó là gọi là trường âm nhấn. Ví dụ này ha, chị manh này, câu đầu tiên á, chị manh nhê ha, chị manh, chị á này, á là một đoạn âm ha, đi trước hai phụ âm ghép là hai chữ n có vô ngã. Câu đầu tiên ha. Rồi đó là một trường âm nhấn. Hay là chữ pôn nhá xá, chữ pôn chắc là chữ ú nè, đứng trước hai cái phụ âm là hai chữ. Hoặc là chữ á, nó đứng trước hai chữ s thì chúng ta đọc là pôn nhá xá. Chữ pôn nhá là hai. Nhớ thì trường âm nhấn là một trường âm khi một cái nguyên âm á, một nguyên âm mà nhấn á i u, nó đứng trước hai phụ âm ghép thì chúng ta đọc kéo dài gọi là trường âm nhấn. Rồi còn một loại trường âm nữa, đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví dụ như ở đây chúng ta thấy câu số 2, chữ măng, chữ tăng, chữ á này là một đoạn âm mà nó đứng chữ m tới vô chấm. Cái này gọi là nít cái tăng. Thì cái này chúng ta đọc theo cái giọng của chữ trước. Chữ á thì chúng ta đọc là ăn, chữ ú chúng ta đọc là ung, chữ ý chúng ta đọc là in. Á, y, u, những cái nguyên âm, đoạn âm và phía sau nó là chữ m có dấu chấm thì chúng ta đọc gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Như vậy nhớ đại khái vậy đi, tại vì Huynh vô sao, nhưng mà đây cũng là một sự tiến bộ. Tinh thần cầu tiến của Huynh chúng tôi rất là hoan hỷ. Rồi bây giờ chúng tôi xin ôn lại thế rồi đi vào từ vựng ha.
ma wa man ye tha pun nya sa na mang tang a ga mi sa ti u da bin du ni ba te na u da kum phu phi phu ra ti thi ro phu ra ti pun nya so ka tho tam pi a chi năng. Đọc lại lần nữa ha, quý vị quân chú ý ha. Ma wa man ye tha pun nya sa na mang tang a ga mi sa ti u da bin du ni ba te na u da kum phu phi phu ra ti thi ro phu ra ti pun nya sa tho ca tho cầm phi a chi năng. Rồi bây giờ qua dòng kể thì quý vị thấy một câu tám từ chúng ta chia làm hai, mà cố gắng đọc một lần hai câu để nương nhau về âm giọng ha. Ma wa man ye tha punya sa na mang tang a ga min sa ti u da bin du ni ba te na u da kum pho pi pho ra ti thi ro pu ra ti pu nhan san thu ca thu cam bi a chi năng. Ma wa man ye tha pu nhan san na mang tang a ga min sa ti Uda bindu ni ba te nang uda kum pho pi pho ra ti ti ru pu ra ti pu nhan san tho ca tho cam pi a chi năng. Chớ chi khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Chỉ chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Trong giọng kệ này, Sitina Quan Hỷ đọc chậm chút, Sitina đọc hơi nhanh ha. Đọc chậm một chút thì nó sẽ có âm điệu hay hơn ha. Kệ tức là nói lên cái cảm hứng của chính mình, mình phải phổ hồn vào đó chứ mà kể là mình đọc trả bài. Nếu mà đọc trả bài thì nó không còn cái ý nghĩa ha. Cố gắng Sitina ha. Rồi sa thủ hôm nay vị nào cũng hay, chỉ có lỗi chỉ có mình chiếc kem ha. Chiếc kem hơi lẹ quá cho nên con có lỗi thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào từ vựng. Chúng ta đọc được thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào. Câu đầu tiên, ma wa man ye tha pun nya sa, ma wa man ye tha pun nya sa. Chữ ma có nghĩa là không, chớ, đừng ha. Chữ ma có nghĩa là không, chớ, đừng. Rồi sao nữa, ma quá manh nhề tha. Rồi chữ ma này cộng với áo quá cộng với manh nhề tha, chữ ma có ý nghĩa là không nữa. Rồi áo quá manh nhề tha, chữ áo quá đây là một tiếp đầu ngữ ha, có nghĩa là xuống. Manh nhề tha do cái căn ngữ manh có nghĩa là suy nghĩ. Vậy thì áo manh nhê tha, đây là một cái động từ số nhiều ha. Nên xem thường, nên chê khinh, nên coi thường. Áo manh nhê tha là nên chê khinh, nên coi thường, nên xem thường. Nhưng mà có chữ qua ma ở phía trước, có chữ ma ở phía trước có nghĩa là không xem thường, chớ xem thường, không xem thường,
chớ xem thường. Rồi xem thường cái gì? Chữ punyasa. Punyasa do cái từ punya. Punya nó là một danh từ trung tính, akarantana punsakalinga. Và punya ở đây được chia theo sở hữu cách số ít, khati, vipati, ekavachana. Cho nên chữ punya biến thành punyasa. Punyasa là của việc lành, của việc thiện. Của việc lành, của việc thiện. Rồi, bây giờ câu số 2, để hai câu này bổ sung cho nhau. Nam măng tăng a gamissati. Nam măng tăng a gamissati. Chữ na có nghĩa là không, cũng giống như chữ ma ở trên vậy. Rồi, chữ măng. Măng do cái từ á hăng, đây là một đại từ ha. Chữ á hăng khi mà đứng làm đối cách đó, số ít á, tức là đút tỳ gia quỳ phát tí e câu quá trình á, thì chữ á hăng này nó biến thành chữ măng. Măng có nghĩa là đến tôi, đến ta, đến tôi, đến ta, măng. Rồi từ thứ ba, chữ tăng. Chữ tăng do đại từ tá. Đại từ tá này nó đứng làm coi như là cũng là trong đối cách số ít, tức là đối tỳ gia quỳ phát tí e câu quá trình á. Cho nên chữ tá này biến thành chữ tăng. Tăng là việc ấy, điều ấy. Tăng là điều ấy, việc ấy. Rồi, chữ agamissati. Agamissati, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ a có nghĩa là gần, hướng về hay là xung quanh. Và chữ agamissati do cái căn ngữ gam, động từ là gạch tí, có nghĩa là đi. Vậy thì ở đây nó là một động từ về tương lai. Gamisati là sẽ đi đến, sẽ đi đến. Như vậy câu thứ nhất và câu thứ nhì cho chúng ta một ý nghĩa. Ma quá manh nhề tháp bùn nhã sa na măng tầng gamissati. Câu thứ nhất và câu thứ hai cho chúng ta ý nghĩa. Chớ xem thường việc phước, điều ấy sẽ không đến cho ta. Chớ xem thường việc phước, điều ấy sẽ không đến cho ta. Đó là ý nghĩa câu thứ nhất và câu thứ nhì ha. Hai câu này nó bổ sung cho nhau, cho nên ý nghĩa rất là xúc tích. Bây giờ câu số 3 và câu số 4. Udapin Dunibate na. Câu số 3 và câu số 4. Udakumpu Kipu Rati. Bây giờ câu số 3 ha. Chữ Udapin Dunibate na, bây giờ chúng ta cắt ra, chúng ta cắt ra để biết rằng chữ Uda nó là một danh từ trung tính, akarantana punsakalinga. Uda có nghĩa là nước. Rồi chữ Bindu, Bindu nó cũng là một danh từ nam tính, ukaranta cùng linh ga. Chữ bindu là giọt, uda bindu là giọt nước. Hai từ này cộng lại là giọt nước ha, uda bindu. Rồi chữ ni ba tê na, ni ba tê na chúng ta thấy tiếp đồng ngữ ni,
có nghĩa là xuống. Ba tê na, ba tê na, do cái căn ngữ là bát, động từ của nó là ba ta tí, ba ta tí. À, nhưng mà ở đây chữ ba ta nó là một danh từ nam tính, akran ta cung linh gá. À, ni ba ta có nghĩa là việc rơi xuống, việc rơi xuống. Vậy thì Udabinduni Bhatena là sự rơi xuống của từng nước, sự rơi xuống của từng giọt nước. À, ở đây nó chia ra e na trong cái trường hợp mà cách thứ ba ha, sử dụng cách ha. À, ta thì giao vị pháp tí e ca quá trình á, cho nên chữ ba ta nó biến thành ba tê na. Rồi bây giờ câu số 4. Udakumpho vipurati. Uda là giọt nước ha. Rồi kumpho do cái từ kumpha. Kumpha nó là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga. Và chữ kumpha này có nghĩa là cái bình. À, cái bình, bình nước ha. Uda kumpha, uda kumpho là bình nước. Mà ở đây chữ kumpha được ghi theo chú cách ha, chú cách số ít, tức là chú từ á, tức là bạch tham án e câu có tránh nó bị phá tí, cho nên cung phá biến thành cung phô. Cung phô mà có chữ bí phía sau, à đây là một liên từ, có nghĩa là áp phí. Ngay cả bình nước, cô đã cung phô bí, ngay cả bình nước ha. Cô đã cùng phù với ngay cả bình nước. Rồi sao nè? À, Pu-ra-ti, động từ này. Động từ này là một động từ ít, có nghĩa là đầy tràn hay là làm cho đầy. Làm cho đầy. À, từ Pu-ra-ti. Ở đây cái câu số 3 này Udakumpho vi tức là ngay cả bình nước làm cho đầy ha. Rồi sao nữa? À, vậy hai cái câu số 4 nó bổ sung vào ý nghĩa sao? Udabinduni bhatena udakumpho vipurati, bình nước cũng được càng đầy do sự nhỏ xuống của từng giọt nước. Quá wow, hay ha. Từng giọt nước mà làm cho cái bình à, nó đầy tràn luôn. À, cho nên ở đây hai câu này bổ sung. Bình nước cũng được càng đầy do sự nhỏ xuống của từng giọt nước. Câu 3, câu 4. Rồi, câu 5, câu 6 nói lên cái gì đây? Thi-rô-pù-ra-ti. À, pù-nyá-sa. Thi-rô-pù-ra-ti, pù-nyá-sa. Chỉ thi-rô do cái từ thi-ra. Thi-ra, nó là một danh từ nam tính, akran-ta-pum-linh-ga. Và chữ thi ra này đứng làm chủ từ số ít. Và tham án e cao qua trên áo quyền pháp tí, cho nên thi ra biến thành thi rô. Thi rô có nghĩa là người trí hay là người khôn ngoan hoặc là hiền nhân. À, người trí, người khôn ngoan, hiền nhân. Rồi sao nữa?
này chữ Purati. Purati làm cho đầy hoặc là đầy tràn ngập, làm cho đầy hoặc là tràn ngập. À, cái động từ này có trên là ha, Purati. À, tràn ngập cái gì, làm cho đầy hoặc là tràn ngập Punyasa. Chữ Punyasa, à, ở đây chữ Punya là một danh từ trung tính ha, Akrantanapunsakalinga, nhưng mà nó được chia theo sở hữu cách số ít. À, trên này tháp thí vì phát thí ekawajana, trên này Punya biến thành Punyasa, của việc lành. À, người trí tràn ngập việc lành, và người trí làm cho đầy việc lành, việc thiện, của việc lành, của việc thiện. Rồi, sa thu. Rồi, thô ca thô cầm vi a chi năng, thô ca thô cầm vi a chi năng. Chỉ thô ca là một chút nhỏ nhoi, chút ít. Nhưng mà thô ca thô cầm, hai cái từ này nó đi chung với nhau thành ra một, giống như một thành ngữ. Thô ca thô cầm cứ nghĩa là từng chút, từng chút. Thô ca thô cầm là từng chút, từng chút. À, và chữ áp ý ở phía sau cứ nghĩa là ngay cả từng chút, từng chút ha. Rồi sao? À, chi năng. À, chi năng, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ. À, ở phía trước có nghĩa là hướng về xung quanh hay là gần. Và chữ chi năng, căn ngữ chi có nghĩa là tích lũy, tập hợp, chất hành động. Vậy thì ở đây, à, chi năng trong khi tích lũy việc phước, hoặc là trong khi thu thập, trong khi thu thập từng chút, từng chút, à, hoặc là từng chút, từng chút chất thành đống. À, vậy thì câu 5, câu 6, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Thiro purati punyasatu katho tam viachinang, người khôn ngoan ngập tràn việc phước trong khi tích lũy dù chỉ từng chút, từng chút. À, câu 5, câu 6 ha. À, người trí ngập tràn việc phước trong khi tích lũy dù chỉ từng chút, từng chút. À, câu 5 và câu 6. Vậy thì câu Phật ngôn 122 cho chúng ta ý nghĩa chớ xem thường việc phước, nghĩ rằng điều ấy sẽ không đến cho ta. Bình nước cũng được tràn đầy do sự nhỏ xuống của từng giọt nước. Người khôn ngoan ngọc tràn việc phước trong khi tích lũy việc phước dù chỉ từng chút, từng chút. Rồi, xin lặp lại ha. Chứ xem thường việc phước, điều ấy sẽ không đến cho ta. Bình nước cũng được tràn đầy do sự nhỏ xuống của từng giọt nước. Người chỉ ngập tràn việc phước trong khi tích lũy dù chỉ từng chút, từng chút. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: nước rơi từng giọt giọt thôi, khe mương trăm nẻo đến hồi thành sông. Chút chút việc thiện nhẹ bồng, mê kêu vô lượng hư không tràn. Nước rơi từng giọt giọt thôi, khe mương trăm nẻo đến hồi thành sông. Chút chút việc thiện nhẹ bồng, mê kêu vô lượng hư không cũng tràn. Ngài Hòa Thượng Minh Châu chớ chê kinh điều thiện cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người chỉ chứa đầy thiện do chất chứa dần dần.
cho chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chắc chứa dần dần. Rồi, bây giờ chúng ta nghe duyên sự ha. À, chúng ta thấy thời gian trôi qua nhanh quá ha. Còn có 13 phút thôi. 13 phút. Quý vị nghe duyên sự. Ô Phật ngôn 122. Xuất xứ tại chùa Kỳ Viên. Đức Phật đề cập đến một ông bá hộ có cái tên đặc biệt là Vila La Bà Đắc Ca. Vila La Bà Đắc Ca. Vila La là con mèo, và Bà Đắc Ca là cái đá, là cái chân của con mèo. À, bảo hộ chân mèo. Tại sao có tên kỳ cục vậy? Cái điều này phải quan tâm. Ở trong thành Sawatthi, đoàn hộ pháp để bắt cúng dường đến chư tăng, bởi vì chư tăng lo hoằng pháp thì cư sĩ là những người hộ pháp, thì có những cái đoàn hộ pháp để cúng dường đến chư tăng, và có Đức Phật là thượng thủ. À, trong một lúc phúc chúc cho các thí chủ thì Đức Phật có giảng rằng: này chư thiện nam, ở đây trong giáo pháp này có một số người tự mình làm phước trai tăng cúng dường mà không rủ thêm ai khác. Khi mà chuyển kiếp lai sinh nơi một cảnh giới nào, người ấy cũng được dồi dào của cải mà không có đông đảo tùy tùng. Một số người không tự mình làm phước nhưng lại rủ ren đốc thúc người khác làm phước. Khi mà chuyển kiếp lai sinh nơi một cảnh giới nào, sẽ là người có đông đảo tùy tùng nhưng mà không được dồi dào về tài sản. Một số người không tự mình làm phước trai tăng cúng dường mà cũng không hề rủ ren gốc xuống ai khác làm phước. Trong lúc chuyển kiếp lai sinh thì người đó không có của cái dồi dào, cũng không có tùy tùng đông đảo, phải sống một nơi nghèo đói ăn chực của người khác. Còn có một số người tự mình làm phước trai tăng cúng dường lại còn rủ thêm những người khác làm cùng làm phước. À, thì khi mà sanh thân hội mạng chung sanh vào một cảnh giới nào thì những người sau này á đều được dồi dào tài sản và đông đảo tùy tùng. Khi đó có một bậc hiền trí nghe được cái thời pháp này, đấy là một quan hỷ thỏa thích quá. Ông ta mới nghĩ rằng: ôi, thật là tuyệt vời, thật là kỳ diệu. Bây giờ ta sẽ tạo cái nghiệp đầy đủ cả hai loại phước. Và khi Đức Phật đứng dậy sắp đi thì ông ta bạch Đức Thế Tôn: ngày mai xin Ngài hãy đến thọ bát của chúng con. Ồ, ông cần bao nhiêu vị tỳ kheo? Bạch Ngài, con xin thỉnh hết tất cả. Đức Phật im lặng nhận lời. Và con thiện nam này đi vào làng kêu gọi đồng bào Phật tử: bà con, cô bác ơi, ngày mai chúng ta sẽ làm phước thỉnh chư tăng có Đức Phật cầm đầu. Tùy theo sức lực của mình, ai có thể đặt bắt được bao nhiêu vị tỳ kheo thì hãy lãnh phần, rồi đem gạo thực phẩm đến để nấu cơm nấu cháo ở một cái địa điểm nọ, giao cho người ta nấu, rồi chúng ta để bát cúng dường. Khi đó có một ông bá hộ đi đến cửa chợ và thấy ông thiện nam này thì nghĩ: ồ, cái ông này thỉnh tất cả tăng chúng mà lại đi kêu gọi khắp làng để bát. Và ông bá hộ này ông nổ khùng lên, phát sân. Ông mới gọi ông thiện nam: ông hãy đưa bình bát đi, đưa cái bình đấy cho tôi, ta sẽ ủng hộ cho. Rồi ông ta chụm ba cái ngón tay, nắm một chút gạo, một chút đậu xanh, một chút hạt mè,
bỏ vào trong cái bình đó, gọi là gửi để bác cúng dường. Từ đó ông có biệt danh là Bá Hộ Chân Mèo, một người nghèo mà coi như là kẹo đến cái độ mà không dám hốt một nắm một quốc, mà coi như chụm ba ngón tay lại, cho nên có tên là Bila Lát Ba Đạt Cát, tức là Bá Hộ Chân Mèo. Sau khi mà bố thí thuốc nước như là sữa chua, nước mía, ông Bá Hộ cũng trút chung vô từ một cái chai, cái hộp nhỏ vào trong một cái bình, rồi rót ra từng giọt mà đem cho. Sau khi gom chung các vật phù phước rồi, thì cái ông Việt Nam đó lãnh phần ông Bá Hộ và để riêng ra. Ồ, thấy ông Việt Nam này làm như vậy, ông Bá Hộ, ông suy nghĩ. Cái thằng cha này vì cái chuyện gì đây mà để phần mình để riêng như vậy? Chắc là có ý đồ không tốt vậy ta. Vậy này ông mới sai một người đệ tớ trai thân tín đi theo ông Việt Nam đi, thì coi ông ta để riêng những cái này có ý nghĩa thế nào, và cái việc làm của ông ta đối với ta làm sao. Rồi ông Thiện Nam đi về tới cái chỗ nấu ăn, soạn đồ của ông Bá Hộ Hùng Phước và nói rằng cầu cho ông Bá Hộ được phần phước lớn. Rồi ông lấy một vài hạt gạo của ông Bá Hộ này, bỏ chung vào cái sản phẩm để mà nấu cháo, nấu cơm, làm bánh vân vân. Rồi đến đậu xanh, đậu trắng, dầu, nước mía, ông cũng thận trọng rút từng giọt vào cái bình được thịt, được đựng thực phẩm. Cái người tế trai của ông Bá Hộ thấy vậy, trở về thưa lại cho ông chủ biết. Và khi nghe xong, Bá Hộ nghĩ rằng nếu mà ông này mà chơi xấu ta ngay giữa hội chúng thì ta sẽ giết chết nó mà rửa cái nhục này. Thế là qua hôm sau, ông Bá Hộ trước khi đi nên là giấu một con dao găm vào trong thắt lưng, đi đến cái chỗ mà làm phước cúng dường. Sau khi hộ độ chư tăng có Đức Phật cầm đầu xong, thì ông Thiện Nam thí chủ đó mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con kêu gọi đại đại chúng hùng phước mà làm xong cuộc lễ gia tăng này. Trong đây những người hùng phước thì tùy theo sức lực của mình, giàu nhiều hay là ít, đã dâng cúng vật ăn thức uống cầu xin cho tất cả những vị ấy đều được quả phước lớn. Khi nghe xong như vậy thì ông Bá Hộ suy nghĩ: ồ, ta đã lấy một chút ít mẻ cốc một hồn phước như vậy rồi, là sợ ông ta nói xấu ta cho nên mới đến đây trực để mà giết ông ta. Thế nhưng cái ông ta là sau khi mà dâng cúng đến chư tăng, ông đã hồi hướng quả phước cho tất cả thí chủ. Dầu ai dâng cúng nhiều hoặc là chỉ cúng chút ít thì cũng vậy, ông ta đều cầu mong cho có quả phước lớn. Nếu mà ta không sám hối với một người có như vậy thì có lẽ thiên lôi nó sẽ đập cái đầu ta bể làm bảy mảnh. Rồi ông Bá Hộ thì đến trước cái người Thiện Nam và nói rằng: nhưng mà thể hiện cái hành động nha. Đến trước ông Thiện Nam đó, ông quỳ xuống dưới chân người cư sĩ và nói rằng: xin ông hãy tha lỗi cho tôi. Cái người Thiện Nam đó ngạc nhiên: cái gì đấy? Nghe hỏi thì ông Bá Hộ mới thú hết những câu chuyện sai quý do cái tâm suy nghĩ của mình bậy bạ. Và thấy ông làm như vậy thì Đức Phật mới hỏi: ồ, có việc gì vậy? Ông muốn làm phước Tây Tăng phải không? Ông Thiện Nam mới đem hết sự việc từ trước thuật lại. Đức Phật mới hỏi ông Bá Hộ: lời nói như vậy có đúng hay không ông Bá Hộ? Và bạch ngài: đúng như vậy. Đức Phật mới giảng rằng: này ông Thiện Nam, trong cái việc làm phước không nên khinh thường cái việc phước nhỏ nhen. Chỉ làm phước cúng dường để chư tăng có Phật như ta cầm đầu thì dầu chút ít
cũng không nên coi thường. Quả thật đối với một bậc hiền trí, cái việc làm phước giống như cái bình mà không có đậy nắp, hứng những giọt nước mưa cứ liên tục hứng mãi thì cái bình cũng phải tràn. Và Đức Phật ngài thuyết lên câu Phật ngôn 122 này, hãy đưa lên cho quý vị thấy câu Phật ngôn này ha. Ma quá mình nhẹ thấp buồn nhớ sa na mừng tầng à gam mấy sa ti u đa bình lu ni ba tề na u đa cùm phù phi phù ra tiếp thì gồ ra tiếp buồn nhớ sa thù cá thù cầm bi à chi năng chớ chê kinh điều thiện cho rằng chưa đến mình có từng giọt rồi bình cũng đầy. Người chỉ chứa điều đầy thiện do chất chứa dần dần. Ý nghĩa là cái người có trí sau khi làm phước không nên còn xin cái việc phước đã làm, như là nói ô cái việc của ta nhỏ nhen quá không đáng kể, sẽ không có quả báo, nghiệp nhỏ như thế sẽ không thấy ta hoặc là ta sẽ không thấy nó ở đâu, chừng nào quả ấy nó mới được chín. Đúng như giọt nước mưa cứ nhễu liên tục vào một cái bình sành không đầy nắp, mà cái bình đó để ngoài trời thì nó sẽ đầy tràn cái bình đấy. Thì cái bậc hiền nhân trí giả cứ lai rai từ chút, làm mãi, và lâu ngày cũng tích trữ đầy phước báo. Ý nghĩa câu Phật ngôn này, khi mà ông báo hộ chân mèo đó nghe xong, chứng đắc thân quả tu đà phật. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng báo hộ nhà giàu chẳng khác nghèo, nổi danh là thí chủ chân mèo. Tức mình muốn giết người kêu phước, sám hối rồi sao bỏ tính kêu. Phật dạy đừng khinh thiện nhỏ nhen, làm đi làm lại riết thành quen. Giọt mưa tuy nhỏ bình tuy lớn, nhiễu mãi đầy bình việc chẳng hèn. Như vậy thì hôm nay câu Phật ngôn 122 chúng ta thấy việc phước làm hoài vẫn thấy là ít ỏi, cho nên đó là hành trang, đó là tư lương để cho chúng ta coi như rút ngắn đoạn đường sanh tử. Punya niparado kasmin batitha hon tipanitang, sung sướng chỉ bằng làm lành, cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu, đến khi tuổi đã về chiều, hành trang sẵn có, tiêu diêu cảnh nhạc. Rồi thời gian vừa phải lẽ, xin chấm dứt câu Phật ngôn này, và hôm nay chúng ta không có thời gian để thảo luận, mong quý vị hoàn hỷ ha. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa, và những thiện sự đó là hành trang tư lương để chúng ta an vui trong hiện kiếp. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng ta làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và thâm thiền, siêng hoa vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam thiện nữ, gồm Phật giáo Nam truyền, được an lành, tịnh lạc. Ê tê na sa cha quá chê na so thị vô, hô tụ sa bạ đà. Do lời chân thật này, kính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Xin phép quý vị, chúng tôi xin được đóng room ạ.